Từ 15:30 giờ Bali, tức 14:30 giờ Hà Nội, các cổ động viên Việt Nam đã có mặt ở sân Captain Uyan Dipta để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đến đây từ Nha Trang, Khánh Hòa. Toàn tôi có rất nhiều anh em ở nhiều thành phố, Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, thậm chí ở Kiên Giang, rồi tập trung ở Sài Gòn, sau đó bay sang Bali. Sự hưng phấn sau chiến thắng trước đối thủ Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình khiến không khí trước giờ bóng lăn tại sân Captain Wayadipta hết sức náo nhiệt. Các cổ động viên rất hy vọng một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Xin chào, chúng tôi là cổ động viên của Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi sang đây cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và tôi hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng trong chiều nay với 5 sao. Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup bất bại ở Đông Nam Á. Indonesia đang khủng hoảng, đã thua 3 trận liên tiếp. Một chiến thắng là điều các cổ động viên hoàn toàn có quyền mong chờ ở thầy trò ông Park Hang-seo.